A Sinh, và hiện tại tôi đang ở trong căn nhà này. Các bạn có thể chạm tay vào màn hình để lướt màn hình qua trái qua phải lên xuống để thêm cái phần video điều khiển xe xăng của tôi. Đấy, và tôi đang ở trong đó, đốt bạn tìm thấy tôi. Đó. Còn nếu các bạn xài sử dụng laptop á, thì bạn sẽ giữ chuột và rê chuột thì nó sẽ tự chuyển động ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.